Ban chỉ đạo 138 thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ cũng vừa tổ chức tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác xây dựng cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, Ban chỉ đạo 138 thị trấn Cờ Đỏ đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Trong năm phạm pháp hình sự xảy ra 4 vụ, bắt xử lý 3 đối tượng, Phối hợp với các tổ chức thành viên tuần tra canh gác được 125 cuộc. Phát huy hiệu quả các mô hình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nổi bật như mô hình camera phòng chống tội phạm, mô hình toàn dân tham gia tố giác tội phạm qua đường dây nóng, mô hình đồng bào dân tộc Khmer đảm bảo an ninh trật tự, bảo tồn bản sắc văn hóa. Công tác xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự tiếp tục được quan tâm thực hiện. Toàn thị trấn có 3 cơ quan và 4 trường học đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự qua đó góp phần đáng kể trong việc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm về tệ nạn xã hội giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương